Xin chào tất cả mọi người, mình là Thành Công và năm nay mình học lớp 3 trường Newton Goldmark. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về sản phẩm bắn COVID-19. Đầu tiên, mình hướng dẫn các bạn cách di chuyển. COVID-19 thì nó sẽ hiện lên chữ siêu dài. Còn khi mình bắn vào COVID-19, mình sẽ được đứng vào một điểm như này. Và những thời điểm sẽ được biết chữ siêu win. Và chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về bài bắn COVID này nhá. Bài này mình không có đầu tư cho lắm. Mình dự định là sẽ làm thêm một cái thông điệp 5K nữa. Nhưng mà cuộc thi đến quá nhanh, mình không thể nào mà làm được. Và đầu tiên, mình luôn luôn phải chuyển sang trang phục cái súng. Mà cái súng này mình là trên mạng nha mọi người. Và nếu mình chạm vào con COVID này thì cái súng nó sẽ biến thành chữ siêu dài. Và đi tới giữa của màn hình. Mà nếu nó bắn bằng đạn này thì chúng con COVID 10 lần thì được tính là 10 điểm. Sẽ chuyển sang cái súng nó sẽ chuyển sang chứ You win, nghĩa là bạn thắng. Và hãy dừng lại tất cả. Quả bóng là cái phần đơn giản nhất của mình, bởi vì nó chỉ việc đi tới cái súng và phát ra mấy âm thanh bóp cho súng động hơn và bay lên. Và con COVID-19 là vất vả nhất. Đầu tiên, mình sẽ lấy ngẫu nhiên từ bên này sang chỗ này ở phía trên và rơi xuống. Và nếu đang chạm vào quả bóng thì sẽ được tính là một điểm và con virus này nó sẽ ẩn rồi thì lại biến lên trên đây. Thì mà nếu nó chạm vào súng thì sẽ dừng lại tất cả. Nhưng mình nói trước là cái súng nó cũng sẽ biến thành chữ siêu dài. Và đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn có ý kiến gì thêm, vui khi lòng trả lời xuống nhé. Và bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và bây giờ, tạm biệt, bye!